mà bây giờ căn bệnh này rất là đi đến với chị Phương, rất là muốn là cướp đi cái sinh mạng của chị. Chị bây giờ đang sống gì vô quá chắc. Dạ em xin mến chào tất cả quý anh chị và quý vị khán giả. Dạ cũng xin chào tất cả quý mạnh thường quân. Dạ cô chú anh chị, hôm nay cô chú anh chị Hồng Cao nhận được cuộc gọi khẩn cấp cầu cứu của chú anh chị. Thì gia đình khó khăn rồi mang chứng bệnh thật là nặng của người của chú anh chị. Thì chứng bệnh nó như ra sao thì Hồng Cao cũng vẫn chưa biết, nhưng Hồng Cao đã đến nhà rồi. Cũng mong quý vị khán giả và quý mạnh thường quân hãy theo chân Hồng Cao để vô nhà để mà hỏi thăm gia đình của chú anh chị ha. Dạ chào anh nha, chào chị nha, chào gia đình nha. Anh có thể cho khán giả biết anh tên gì không? Anh Nguyễn Trường Giang. Dạ anh năm nay nhiêu tuổi nha? Nay anh 48 rồi. Dạ gia đình mình chồng cố gì anh ha? Thì bà đang mần, bà ngã bệnh giáp 1 năm rồi đó cưng. Kiểu như là bà bị u buồng trứng, u ác buồng trứng. Dạ. Rồi giờ nhờ em nó lên giúp đỡ giùm. Nó là đi một năm trời, giờ đã đuối quá rồi. Thì coi như gia đình khó khăn, nó đuối coi như là không có tiền bạc để lo cho bà đó. Thì giờ nhờ cộng đồng hay là anh chị em thì giúp đỡ, thì giờ anh cũng không biết được nói sao nữa. Chị bị như thế nào? Thì bị u ác buồng trứng, kiểu như là ung thư đó. Thì đi bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ tới một năm rồi, có tiền ăn uống còn không có đủ được nữa đó. Bây giờ tới đến đổi mà thuốc mà phải là vô quá chất đúng mà còn phải mắc mua, nó đưa giấy ra mua chứ không có để mà bệnh viện đưa ra được nữa đó. Gia đình có bảo hiểm nhưng mà mấy cái thuốc, phần thuốc đó thì người ta chỉ có là đưa cái to mình đi mua không à, rồi mới vô được 9 lần rồi đó, rồi là năm đó. Bây giờ thì anh không biết nói gì sao hơn nữa. Cái gì nói bình thường thôi, đừng có ngại luôn, hay là chị em cái gì bày tỏ tâm trạng của gia đình người bị bệnh đó, thì chị như thế nào đó. Thì cái đó thì đi đã đi vô quá chất hết 9 lần. Còn thì bây giờ cái khả năng thì nó không có còn được nữa, lo không có nổi được á. Giờ vừa coi vợ, rồi con còn nhỏ xíu nữa. Con có 5 tuổi hả? Nó còn học mẫu giáo. Nhờ ông anh chở đi giùm nữa chứ đâu có nhà đâu có ai lo được. Rồi giờ chỉ có trong nhà, dòng nhà chỉ không. Cái này mình đi làm, có đi làm được. Cái đó có đi làm được. Ở nhà coi chợ. Chị đi lại bằng đi. Đâu có đi đâu được nữa đâu. Chị tên gì? Lý Thị Phương. Năm nay 48 luôn. Dễ thì 46, hồi ngoài 48. Đi bệnh viện như đó, rồi có bệnh viện có nói là chị để giết kiểu gì? Này thì nó mổ chưa được, nó vô thuốc nữa, mà vô quá chất không á, là tần điên lần, không còn sức nữa, mình cũng không có cái khả năng để lo đi kịp á. Nhìn tần lên lần đó, rồi đi lên Cần Thơ cho anh. Cái này thì xe mướn ở đây lên tới chảnh là 800 mấy đó. Vậy là mỗi tầng mỗi đi hả? Này nó vô lần sau là mỗi tầng mỗi đi, lần trước thì 21 ngày là 3 tầng đó. Giờ thì một tầng vô anh thấy bả sức khỏe vừa yếu nữa, rồi lại không có tiền lo cho đi được nữa, rồi đi hết nổi luôn, nhưng mà coi như là vừa không có tiền mà lại vừa đuối sức bả nữa. Này thì nó không có nói mổ được, nó còn nói là vô thuốc
nên là như xe tụt dốc rồi giờ chỉ có là vô quá chất vô rồi tới đâu tính tới đó thì thôi, không biết mấy lần nữa rồi vô từ từ nó mới sẹp được vậy, rồi mới xin về đây. Xin về đây cái đi lên bệnh viện Sóc Trăng nằm không hết một tuần lễ. Là chị giấy, của bệnh viện này là chị này là u buồng trứng, rồi bây giờ nó bị di căn á, di căn tới gan rồi thận nó chướng nước, hai cái giò có sưng gì luôn nè. Mới hôm nay nó sẹp sẹp đã đỡ rồi nè, đi hồ bệnh viện Sóc Trăng về bà đi đâu được đâu, giò có sưng bự lên gì luôn nè. Giờ nó sẹp đỡ nhăn da lại giúp đỉnh rồi đó. Đúng rồi, trước sau gì nó lòng vòng nhà gì không á. Nếu mà đi xịt thuốc mướn nghe. Đi dặm lúa mướn á. Làm thuê không á, thuê gì làm đấy. Hôm nay coi như là ở nhà suốt luôn đó. Đúng giáp năm luôn rồi, ngay tháng này luôn nè. Ngay tháng này đi đang đi dặm lúa luôn đó, là bả đầu ngã bệnh đi khám là lên chỉnh nằm suốt luôn. Là một năm trời. Đi mà bà cụ bả còn nó để nhỏ nhà cho bả, tới bà cụ mất luôn. Không mất rồi là mấy tháng rồi đó. Nếu mà tại một quận đưa lên là lên cho ảnh là đâu có xe đâu chờ mình được, tại vì mình còn chờ vô thuốc nữa. Mà một quận là 850 đó. Thì quận về một chuyến gì nữa đó. Ở đó thì nhà có cơm từ thiện. Như bả thì ăn cơm từ thiện gì đâu được đâu. Mình phải mua đồ ngoài cho bả ăn, như là cháo kia được không á. Này bả ăn cháo chút gì đó. Vô tại vô quá chất á, đâu có ăn uống gì được nữa đâu. Đây như có lúc này có chị ở nhà đây em gửi chị. Có anh này chở đi học giùm. Đang đi học. Dạ ở đây là hàng xóm của anh với chị với anh chị. Thì sẵn tiện em cũng muốn để ghi hình vài điều để hỏi chú với anh đây coi hoàn cảnh như thế nào hơn quý anh chị ha. Chú với con hỏi ha. Dạ. Của vợ chồng như thế nào chú ha? Ở đây cũng đại diện cho gia đình. Thì vợ chồng cũng được ruột. Nói rồi cái như là xóm ghiền. Bệnh tật quá nặng đi. Chú mỗi ngày không phải nói đâu. Cũng hết lòng hết dạ gì. Chú Thiên Giang ở đây. Màu cô ở đơn chiếc, gia đình gặp cái khó khăn thứ nhất là cái bệnh tật, không biết là họ được sống lâu hay là họ khỏe như thế nào mình không biết hiểu được, cũng là mong các thần quân giúp đỡ cho họ, tạo điều kiện để họ cải thiện cuộc sống, họ điều trị bệnh tật ốm đau để cho họ coi như là sống cuộc đời còn lại, nuôi con cháu học nên người. Chú không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn và mong các thường vân thấy trước mắt, rồi chú cũng mong các mạnh thường vân giúp đỡ tận tình thương yêu, rồi đừng bỏ qua họ. Thấy rồi đó, cô chú lại thấy chiếc mắt. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, mình ở đây thấy chiếc mắt rồi.
đi lên đi xuống ở đây 24/24 rồi tôi nó là chở con cháu hứa rồi trời ơi, chú không có xe cổ xe đạp này kia nọ chú có gian năm nay đi thôi cũng đưa đi tới trường về tới nhà mỗi ngày như vậy đợi tới thấy hoàn cảnh như vậy về nhà nó đi không biết nghĩ như thế nào đó mình tội nghiệp như thế. Tôi thì năm nay thì mình nói ngay đi xe cổ cũng không mấy gì gần cũng nương nương chạy chạy giúp đỡ con cháu bởi vì bệnh tật ốm đau mà mình con cháu rồi nó đủ thứ chuyện ruộng nương này kia nọ cũng gắng hồi nãy đi xuống ruộng thằng cháu nó chạy kêu lên là lên liền đó. Mình không có gì giúp nhau coi như là cái gì mình giúp được thì mình cứ giúp đi cái gì mình giúp không được thì mình có miệng mình nói cái này cái kia gì đó quan tâm anh em còn hơn là mình bỏ bê ở đây họ cũng sống thấy không không có ai đâu ở đây là dân tộc không họ nói cũng mấy gì rành rõ lắm tôi nói được nghe được các chú cô chú rồi nói được tôi có thể nghe được trả lời được vậy thôi chứ còn nói gì rành thì không nói gì rành nói gì cũng cảm ơn cô chú đến cô chú thấy rồi cũng mong cô chú coi như là tạo điều kiện sao đó theo các mạnh thường vân giúp đỡ đi rồi chú cũng mang ơn chú không biết nói gì hơn cảm ơn con cháu cảm ơn chú nhiều vậy anh đem hỏi anh ở xóm tôi ở xóm Ghiền của gia đình anh Giang Chí Phương anh thấy hoàn cảnh của anh chị như thế nào? Hoàn cảnh của chị Phương với anh Giang thì nói chung là gia đình rất là khó khăn, không có đất đai. Chị là vợ chồng thì biết làm thuê làm mướn để lo cho cuộc sống trong gia đình. Lúc chị Phương chưa có bệnh tật thì chị đi dặm, còn anh Giang thì đi ai kêu làm gì cho anh Giang làm lấy thì xịt thuốc hoặc là gãi phân. Nói chung là trong lối xóm này ai kêu cái gì ông cũng làm đấy, miễn sao có tiền để lo cho gia đình thôi. Hồi tư mà tới mà lúc mà chị Phương bị phát hiện cái căn bệnh này rất là độc ác đi đến với mà cơ thể của chị Phương thì chú Giang cũng hết tinh thần để đi làm cho người ta nữa. Chỉ là đi tới đi lui bệnh viện là toàn là hai vợ chồng biết gì bệnh viện không. Ăn uống cũng không có được gì, ăn uống ngủ thì cũng không được gì ngon nhất vậy vì lo gì căn bệnh vì vợ bệnh rất là nặng, phát hiện vợ bệnh rất là nặng thì nói chung thì tôi cũng xóm Ghiền tôi cũng không biết gì để nếu mà tôi có tiền cũng giúp đỡ phần nào nhưng chị biết thì thương tiếc nhà gia đình hai vợ chồng nghèo khổ gán làm ăn để lo cho cuộc sống nhưng mà bây giờ căn bệnh này rất là đi đến với chị Phương rất là muốn là cướp đi cái sinh mạng của chị. Chị bây giờ đang sống gì vô quá chắc. Chừng nào tới hết cái thuốc thì chị ăn uống được. Tới cử phải đi lên vô quá chắc lại thì tất nhiên là cái quá chắc đó là hành, chị không ăn uống được nữa. Chị là vô quá chắc một lần nào là vậy nằm yếu ốm thì nó tôi thì cũng biết là rất là thương tiếc cho gia đình. Gia đình nghèo khổ, gia đình sống lối xóm không có mít lòng với ai, ai cũng thấy nghe vậy vậy. Thấy thương tiếc gia đình lắm. Mong người Mạnh Thường Quân xem những cái kênh của Hùng Cao giúp đỡ được gia đình phần nào cho chị thoát qua khỏi cái căn bệnh này. Mong Mạnh Thường Quân như Hùng Cao thì cũng xuống đi tới tận gia đình này quay lại như vậy. Mong bà con Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm chia sẻ dùm cho giúp đỡ cho gia đình của chị Phương với anh Giang để qua khỏi cái căn bệnh này. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ, vô nhà đi. Dạ thì cô chú anh chị cũng qua lời của chú và anh ở lối xóm cũng đã kể thì anh với chị ở xóm này cũng khá là hiền hậu và cũng được lối xóm giúp đỡ giống như là không có kinh phí nhưng mà lối xóm rất là giúp tận tình hết sức của quý anh chị. Thì cái chứng bệnh của chị đây thì nãy giờ anh và chú và cả nhà cũng như là chồng chị đó cũng đã
bày tỏ hết nỗi buồn. Giống như là trên video của Hồng Cao thì để mà Hồng Cao ghi hình lên để mình chia sẻ cái video này đến với khán giả của mình Hồng Quân Hồng Duyên, nếu mà hai vợ chồng anh á ghi video này lên á, nếu mà hai vợ chồng anh có Hồng Duyên á thì sẽ được giúp phần nào anh ha. Thì em chỉ có sức để mà lại đến với video này để mình chia sẻ đến cho khán giả và quý Hồng Quân được xem thôi ha. Còn mọi việc thì không chưa biết được. Đến đây thì cũng có cô Mạnh Quân và cô Đỗ Ni cũng nhờ Hồng Cao với chú anh chị để cùng đi qua những hoàn cảnh, thì ta sẽ thay mặt cô Đỗ Ni để chào cho gia đình của chú anh chị và các nghệ chú anh chị ha. Dạ, chú đây là của cô Đỗ Ni, Mạnh Quân, cô Đỗ Ni ở nước ngoài gửi cho chú. Trước tiên là cảm ơn cô Đỗ Liên, trước là sao là các bậc Mạnh Thường Quân là quan tâm, là cảm ơn nhiều. Không biết nói gì hết. Thì em cũng mong là ơn trên sẽ hồi cũng như là cầu phúc cầu đức cho vợ chồng anh, cũng như là mong anh chị được phụ duyên nhé. Thì giờ em cũng biết nói gì hơn, cũng như vậy thì trước mắt cái video của em là như thế rồi. Thì bụng của chị tiến hành lên và cái chân đó thì xưng với quý chị đó, thì giờ thì gia đình như thế em cũng không biết nói gì. Chứ chị thì cũng đã có hàng xóm cũng đã hỏi và cũng đã bày tỏ cái sự cân bệnh của chị, thì thôi giờ cũng chỉ tạm thời hết vô cảm ơn chị nhiều phút dừng chưa tạm biệt sức khỏe như là mong phát lòng để xử lý. Thôi giờ cũng xin chào tất cả gia đình ha. Rồi, anh cũng cảm ơn Kinh.